Để mình tắt treo để mình cho anh em coi cái chiến hồn nguyên khí này nó nổ cái nguyên khí như thế nào anh em. Đấy, nó rất là quan trọng luôn nha anh em, không phải là không quan trọng đâu. Ok, vào cái trận này đi cho nó dễ thấy nè. Đây nè, như cái chiến hồn này của mình ha, nó nổ nguyên khí lên nè anh em. Đấy, anh em thấy không? Nó nổ một phát, nó nhảy lên trên đến cái con Kyo này luôn. Ui cha ơi, Kyo của ổng cũng mạnh đó chứ bộ anh em, đâu yếu đâu. Ủa rồi 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 rồi. Hay quá. Trời ơi, cái chiêu 3 của con Mari giống như bị lỗi anh em. Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì hôm nay là cái chủ đề của chúng ta là cái phần chiến hồn anh em. Thì như cái tiêu đề mình nói anh em, thì cái chiến hồn mà anh em không thể thiếu được đó là cái chiến hồn gì anh em. Đó thì anh em cũng suy đoán được rồi ha, đó là chiến hồn của con Yuri anh em. Ấy thì hôm nay mình sẽ nói phân tích và kỹ kỹ về cái phần chiến hồn một tí, cũng như là phần chiến hồn nào cần cho tất cả các team cũng như là team hỏa anh em. Đó rồi, chúng ta đến cái phần trọng tâm ngày hôm nay luôn, đó là cái chiến hồn của con Yuri. Thì theo mình thấy anh em, cái quan điểm của mình ha, thì cái chiến hồn này là không thể thiếu đối với tất cả những ông nào chơi cái tựa game này anh em, không thể thiếu ha. Bởi vì nó như thế nào thì mình sẽ phân tích cho những anh em nào chưa có liên tưởng đến được, thì anh em nào biết rồi thì xem cho vui ha, còn em nào chưa biết thì có thể xem kỹ những cái phần mình nói. Rồi thì cái phần chiến hồn của con Yuri này nó bá đạo cỡ nào anh em, thì đây là cái hiệu quả duy nhất nè, là cái phần nguyên khí ha. Phần tăng công thủ mình không nói rồi. Cái quan trọng nhất đó là khi bắt đầu năng lượng ban đầu phe ta tăng 2 điểm, 26% tỷ lệ tăng thêm 1 điểm tức là 3 điểm. Cái tỷ lệ lúc đầu tức là cái này nè anh em. Đấy, cái ống năng lượng ở dưới ha. Đây anh em. Nếu mà để mình vào trong trận cho anh em coi luôn cho nó dễ. Nếu mà cái năng lượng lúc đầu của anh em thua thiệt người ta thì cái đam của anh em gây đây, cái năng lượng lúc đầu là những cái ống màu xanh ở dưới đây anh em. Đấy, có ống màu xanh ở dưới ha. Nếu mà cái năng lượng lúc đầu của anh em thua thiệt người ta á, thì anh em sẽ tích nộ yếu hơn nè, đó, gây đam yếu hơn nè. Khi mà anh em chơi chiêu á thì cái số 3 thì nó tích nộ nhiều hơn thì anh em cũng biết rồi. Đó, nó cộng từ ngẫu nhiên từ 2 có 26% là cộng thêm 1 tức là 3 cái ống, 3 ống nộ này luôn. Đó thì anh em nghĩ coi cái phần đam và cũng như là cái nộ của những cái team của anh em á nó như thế nào. Đấy, đó là cái phần quan trọng nhất anh em. Đấy, cái chiến hồn này mình thấy là ông nào cũng phải có luôn nha anh em, chứ không phải là không có đâu nha. Đấy, nên có một cái chiến hồn này, anh em nào không đủ thì cứ tích đi. Tích tầm hồi bữa là mình lấy cái chiến hồn đó tầm một, mình quên bao nhiêu cái số mảnh rồi anh em. Hình như là 100 hay 120, 150 mảnh gì đó anh em. Của con Yuri á, thì anh em có thể lấy ha. Bây giờ mình sẽ vào mình xem cái hiệu quả luôn. Hồi nãy mình vào hơi nhanh nên cái hiệu quả của nó chưa có thấy được anh em. Đây, nó nhảy cái chiến hồn nè anh em. Nguyên khí nè, là nó nhảy nè anh em, coi nè. Coi cái ống chiến hồn của mình nó nhảy lên hai nấc nè anh em. Ây, chưa. Này là treo rồi anh em, làm lại. Để mình tắt treo để mình cho anh em coi cái chiến hồn nguyên khí này nó nổ cái nguyên khí như thế nào anh em. Đấy, nó rất là quan trọng luôn nha anh em, không phải là không quan trọng đâu. Ok, vào cái trận này đi cho nó dễ thấy nè. Đây nè, như cái chiến hồn này của mình ha, nó nổ nguyên khí lên nè anh em. Đấy, anh em thấy không, nó nổ một phát, nó nhảy lên trên đến cái con Kyo này luôn. Đấy, đó là cái nguyên khí mà khi được vào trận nó cộng ha. Rồi, còn một cái nữa. Đó, nó làm nhiều anh em hỏi là làm sao để cho đánh nó được đánh tuôn đầu anh em. Thì anh em cứ lầm tưởng là những cái ống năng lượng ở dưới này là càng nhiều thì đánh đầu sẽ đánh được đầu tiên. Thì không phải đâu nha anh em. Đó là cái năng lượng ban đầu ở trong cái phần ở trên gần cái ống máu nè, ở trên cái phần đếm số này anh em có thấy không? Năng lượng ban đầu của mình là 6,62. Đấy, thì làm sao để cho được lên được cái số này thì anh em cứ vào trong cái phần bộ sưu tập á nè, vào trong cái phần thực phẩm đấy. Đây, vào trong phần này. Ok, vào trong phần chiến đội ha, vào trong phần bộ sưu tập và vào trong phần hình nè anh em. Hình ha,
Thì khi anh em up lên á thì đâu rồi, sao tự nhiên nó nổ ra một cái màu đỏ này đây. Đây, đó, trong cái phần này á thì anh em bấm vào chữ được tạo nè anh em. Anh em thấy trong cái phần thức ăn không? Năng lượng ban đầu cộng 0.02%. Đó, khi anh em tạo vật phẩm cho con này nó ăn và những cái con khác nó ăn thì nó sẽ được năng điểm, cái điểm năng lượng ban đầu ha anh em. Đấy. Đấy anh em cứ nâng hết lên cho mình. Quan trọng nhất là những cái con tướng anh em đang chơi trong trận luôn nha. Còn con nào không trong trận anh em cứ nâng lên cũng được. Đấy, đó là cái quan trọng thứ hai mà mình muốn chia sẻ cho anh em. Đây là những cái mẹo và chơi game mà cũng như là mình biết. Còn ông nào biết rồi thì xem cho vui cũng được. Đấy. Rồi thì mình xin nhắc lại nữa, đó là cái phần chiến hồn của con Yuri này. Đấy, nó sẽ có chắc chắn là khi anh em vào trận thì nó sẽ cộng cho anh em hai cái ống năng lượng màu xanh. Và cái xác suất là được thêm một ống nữa là 26%. Đấy, khi mà vào trận thì cái ống đó đó, ống năng lượng đó nó sẽ gây cho anh em là thêm là một lượng đam và cũng như là tích nộ cho tướng của chúng ta. Đó, để gia tăng cái tỷ lệ thắng lên. Đấy, nói chung là rất quan trọng luôn. Ông nào có ý kiến gì về cái chiến hồn này thì hãy comment bên dưới ha. Chứ mình là mình thấy kết chiến hồn rồi, mình lấy cái chiến hồn này từ lúc đầu rồi. Nên mình lấy được rất là nhiều lợi thế. Còn ông nào mà chơi team cực hạng lưu á anh em, thì anh em nuôi con Yuri thì cũng cực khổ và không có mảnh thì mình cũng biết rồi. Nhưng mà mình mong anh em nên để lại một ít mảnh Yuri. Con Yuri này thì cũng rất là nhiều cái sự kiện lấy mảnh của nó. Đó, thì anh em cứ chích ra một ít mảnh của con Yuri này để anh em lấy chiến hồn này ha. Đó, ông nào chưa có thì nên lấy cho mình ha. Và ông nào muốn đánh trước thì nuôi trong phần thức ăn. Đấy. Đó. Rồi, thì đó là cái nội dung ngày hôm nay. Sau thì mình sẽ làm kỹ hơn về cái team, quên nói về cái những cái chiến hồn của team hỏa cho anh em coi. Thì nói chung là anh em nông dân thì cứ có cái chiến hồn gì thì cứ nhét vào cái chiến hồn đó chơi thôi anh em ơi. Đó, thì mình chơi chiến hồn như thế này anh em, thương quang nè. Rồi chiến hồn con Yuri thì để cho bất cứ con nào cũng được, bởi vì nó là chiến hồn chỉ huy mà anh em. Chiến hồn Yukio. Rồi cái chiến hồn vạn diệm này thì mình sẽ để cho con Mai để cho nó sẽ có thêm sát thương, cái sát thương thiêu đốt và cũng như là miễn sát thương thiêu đốt anh em. Đấy. Con Mari thì không phải rồi, con Mari thì có cái chiến hồn gì mà cộng công tuyệt kỹ rồi các thứ thì anh em cứ nhét vào anh em. Rồi chiến hồn mình thì nói chung là cũng chưa có hoàn thiện lắm nên cũng không có dám làm anh em. Đấy. Sau thì mình sẽ nói kỹ về cái phần những cái phần chiến hồn này một tí. Nói chung là có chiến hồn nào mạnh thì em cứ nhét vào, thấy cái skill, cái nội tại nó lợi thế thì em cứ nhét vào ha. Rồi ok, thì hôm nay mình sẽ cho anh em coi một cái trận đấu ở trong cái phần thi đấu của mình. Ông này ổng hơn mình gọi là cỡ gần có 7.000 lực chiến mà mình lại win anh em, thì không biết win như thế nào đây anh em. Ông này là 190.000, mình là 183.000 mà mình lại win anh em. Máu của mình là vẫn còn 31.9% luôn. Giờ mình sẽ cho anh em coi coi trận đấu này như thế nào anh em. Ổng là chơi team gọi là hơi tập nham anh em. Hai lửa, hai ông lửa. Hai con cực hạng lưu và cũng như là hai con hấp huyết. Đấy anh em coi cái sự bế tắc của cái team tập nham này anh em. Chơi không có định hướng mình chơi một team gì cả nên là nó sẽ rất là thò. Ôi. Thì mình vẫn chưa thay con Sasio vào trong team thi đấu anh em. Nên là vẫn còn con Shingo ở trong này. Sau thì nếu con Sasio của mình nó khỏe một tí thì mình sẽ bỏ vào trong team anh em. Ui cha ơi, Kyo của ổng cũng mạnh đó chứ bộ anh em, đâu yếu đâu. Ủa rồi. Hay quá. Trời ơi, cái chiêu 3 của con Mari giống như bị lỗi anh em. Nó vật một cái mất khúc máu luôn đấy. Đúng rồi, nhảy con đó. Ui cha, Yuri của ổng trâu ghê chưa anh em. Đấy. Anh em thấy team của mình, thấy team lửa của mình thấy lợi thế không anh em? Không chết một đứa nào luôn. Một phần là do con Athen búp quá ghê. Đấy. Rồi thì anh em nào có ý kiến gì về cái video này cũng như là cái phần chiến hồn thì hãy comment bên dưới ha.
về cái trận đấu này cũng quyền bên dưới luôn. Nếu thay đổi bên like, share, nhấn theo dõi của bên em rất nhiều nha.